Ăn sáng nhá, học nhá, bài à, bài nhá, đi học cẩn thận nhá, vâng. Thank you.
cô nhé. Ờ, em chào nhé. Cô làm sao gì đấy? Em nấu cá lợn mà. Ừ. Thế anh đến lâu chưa? Em vừa mới đến. Thế anh vào nhà ngồi đi, em làm tí. Cô ơi, cô là bà tôi nhé. Thôi, em không. Vợ anh ghen em chết đấy. Anh có vợ đâu? Anh có vợ con thôi. Anh có vợ đâu? Ở đây. Ở đây. Không dám nhận hoa của anh đâu. Đỡ sợ vợ đấy. Anh em sợ anh vợ anh ghen lắm. Anh cũng thấy anh có vợ đâu. Đấy. Thế vợ con anh đâu? Vợ cặp vô bỏ rồi. Tao cứ tua mày biết đòi cả. Tao ôm. Mày biết đòi cả. Cái nhà hàng ấy vậy á. Bữa nào đi lo hàng của nhà nên mình biết lắm. Ừ.
em đâu. Đi nhá. Em muốn người. Cô làm nhé. Vâng, anh cứ ngồi đấy để em làm tí em xong mà. Cô làm nhanh. Vâng. Giờ anh sống một mình à? Anh có nhà, anh đi hộ ra chăn lợn ở dưới kia. Thế yeah. Chắc đủ đấy. Để em đi lấy nồi ạ. Anh ơi, về đây hộ em kia cái này đi. Vâng.
nhiều ấy. Anh ngồi xuống đây. Cung nước. Tối rồi anh về cho lợn ăn. Ở đây chơi với em. Cho lợn ăn. Ở đây ăn cơm tối. Anh về để cho lợn ăn. Ê, anh về nhé. Hôm nào lại sang em chơi nhé. Hôm nào đi sang em chơi nhá. Thank you.
Này, chú kia tạm đi. Con về lâu chưa? Con vừa mới về. À thế, để mình đi về đi. Hoa đẹp không? Hoa đẹp nhỉ?